nợ nần chồng chất, nam thanh niên để lại xe tải nhảy cầu xuống sông Hồng. Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người nhìn thấy nam thanh niên mặc áo phông xanh, quần dài đen, để lại xe ô tô tải rồi trèo qua lan can cầu để nhảy xuống sông Hồng. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm người cứu thành công một nam thanh niên nhảy cầu Vĩnh Thịnh xuống sông Hồng thuộc địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo người dân địa phương, họ thấy nam thanh niên mặc áo phông xanh, quần dài đen, để lại xe tải 1,25 tấn rồi trèo qua lan can cầu để nhảy xuống sông. Trao đổi với phóng viên sáng ngày 20 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường xác nhận sự việc cho biết, rất may thời điểm trên một tàu của người dân đang trên sông. Nhìn thấy có người nhảy cầu nên đã nhanh chóng tới hiện trường ứng cứu kịp thời. Cụ thể vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 18 tháng 4, nạn nhân tên là Thiết, sinh năm 1994, tự lập gia đình, là người huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân nhảy cầu do nam thanh niên này đang nợ nần chồng chất. Sau khi được cứu, anh Thiết đã đọc số điện thoại của gia đình để thông báo vụ việc. Sau khi được cứu vớt, nạn nhân được đưa đến sơ cứu tại trạm y tế xã trong tình trạng đau ở vùng bụng, sau đó được chuyển lên điều trị tại trung tâm y tế huyện. Hiện sức khỏe anh Thiết đã ổn định và được đưa về gia đình.